Trong video này thì mình sẽ chia sẻ một số cái mẹo để các bạn có thể chụp ảnh đêm và chỉnh sửa ảnh chụp đêm nha. Rồi, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, share, subscribe và cho mình biết là ở video comment cho mình biết là video sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì. Nhưng mà đầu tiên thì hãy vô cái video này đã. Cái stock mà mình ngày hôm nay mình sử dụng đó là stock của bạn Nghĩa Trần nha. Cái link để tải cái stock này thì mình có để ở dưới phần description, phần mô tả của video, hoặc là ở phía dưới cái comment ghim nhé. Rồi, cái stock này, đó, có thể thấy là chúng ta có một cái ảnh chụp đêm. Và như mình nói rồi, mình sẽ chia sẻ một số nhỏ nhỏ về cái vấn đề là chúng ta sẽ chụp như thế nào đã. Đầu tiên á, là ánh sáng đã. Như cái hình này các bạn có thể thấy là cái ánh sáng gốc của hình này sử dụng hai nguồn sáng chính. Thứ nhất là ánh sáng từ đèn đường hắt xuống cái phần tóc này, và cái thứ hai là cái đèn của cái đèn đom đóm ở trên tay. Thì các bạn đi chụp thì cũng như vậy thôi, hãy cố gắng sử dụng, mặc dù chúng ta chụp đêm nhưng mà hãy nhớ nha, càng nhiều ánh sáng thì càng tốt. Và có thể khai thác càng nhiều những cái ánh sáng tự nhiên như vậy thì càng hay. Còn không thì các bạn có thể mua thêm những cái đèn, đem theo những cái đèn LED đó, kiểu như vậy. Ví dụ như là những cái đèn như kiểu đèn Ulanzi K7 là cái mà mình đang sử dụng để quay video ngày hôm nay luôn này. Hoặc là các bạn có thể lên Shopee, cái link Shopee mình có để ở phía dưới phần description, phần mô tả luôn. Link affiliate của mình đây anh em. thì khi các bạn đem đi thì hãy cố gắng sử dụng nhiều đèn nhất có thể để chúng ta có một cái ánh sáng tốt. Và nhớ giúp mình nha, cái ánh sáng ví dụ như là ở trường hợp mà kiểu như là đèn đom đóm kiểu như thế này á, thì hãy để xa cái mặt ra chứ đừng để gần. Ví dụ như là hình này đi thì các bạn có thể thấy là người mẫu người ta cũng để ở cái khoảng cách nó như thế này nè, chứ không phải để như này đâu. Tại vì nếu như mà để như để mà sát người như vậy á thì các bạn sẽ có một cái hiệu ứng kiểu như thế này nè, đó, nó sẽ tạo ra một cái bóng rất là buồn cười ở trên mặt. Và cái này thì nó sẽ rất khó để các bạn có thể khắc phục được ở trên Photoshop nếu như các bạn gặp trường hợp bị lỗi kiểu như vậy nhé. Cho nên là để ánh sáng xa xa mặt ra tí, và nếu mà ngang được càng gần mặt thì càng tốt ha. Ý là ngang với cái mặt á, các bạn có thể để thấp xuống để vừa mặt, nhưng mà nhớ là để xa xa ra kiểu này nè ha, để cái ánh sáng nó tản ra cái mặt và chúng ta không có bị đổ bóng quá nhiều. Và những cái đèn đường là những cái rất là ok để các bạn thể tạo ra những cái ánh sáng ven kiểu như này ha. Thì đó là về ánh sáng ha. Còn cái thứ hai nữa là về thiết bị. Về thiết bị á, thì máy ảnh full frame chụp đêm luôn luôn tốt hơn máy ảnh crop, dù bất kỳ các bạn chọn một cái hiệu nào ha, luôn luôn full frame sẽ tốt hơn máy ảnh crop. Và máy ảnh đời càng mới thì tốt hơn máy ảnh đời sau, nó xử lý noise tốt hơn mà. Thì đó là cái trường hợp gọi là nếu các bạn có thể sắp xếp được thôi. Còn nếu không, các bạn có crop thì cứ xài crop, không sao cả. Tuy nhiên, nếu được các bạn hãy sử dụng những cái lens fix, là lens tiêu cự cố định đó. Để đa phần những cái lens fix như vậy thì nó sẽ có một cái tiêu cự, có một cái khẩu độ tương đối lớn. Ví dụ như là hình này đang là 1.8 được luôn này, thì mình nghĩ là cái lens này ít nhất phải 50, 1.4 hay 1.2 gì đó. Thì nếu được các bạn hãy mở khẩu càng lớn càng tốt. Cái thứ tự ưu tiên của các bạn khi mà chúng ta chỉnh, khi chúng ta chọn cái chỉnh cái setting ở trên máy đó, để chúng ta có một cái độ sáng vừa đủ để các bạn có thể chụp á, thì hãy ưu tiên đầu tiên là khẩu độ ha. Đầu tiên là khẩu độ, thứ hai là ISO, và thứ ba cuối cùng thì mới là tốc độ nha. Cho nên hãy cố gắng tốc độ, cố gắng để ở cái mức gọi là vững tay nhất có thể ha. Bởi vì thà là cái bức ảnh nó hơi tối một chút còn hơn là bức ảnh bị nhòe bởi vì rung tay nha. Cho nên là ưu tiên cái tốc độ các bạn để ở cuối cùng giúp mình. Mở khẩu hết cỡ rồi, hoặc là đẩy ISO lên vỡ noise nhiều quá rồi mà không chịu nổi được nữa, thì lúc đó thì chúng ta mới sử dụng tới cái tốc độ nha. Và tốc độ thì nó sẽ tương đương với lại cái khẩu độ các bạn đang sử dụng. Ví dụ như là ống kính 50 thì các bạn hãy set cái tốc độ là 1/50 làm maximum ha. Thì đừng giảm hơn, nếu không giảm hơn nữa thì các bạn sẽ phải vững tay cứng chút xíu nữa hơn đó ha. Và đó thì đơn giản là một số cái lưu ý để các bạn có thể chụp được tốt ha. Nhớ giúp mình nha, cái ánh sáng nó rất là quan trọng, bởi vì nếu như các bạn để set ánh sáng bị sai á, ví dụ như là ánh sáng bị ngược, hoặc là ánh sáng mà có cái phần bóng đổ ở trên mặt nó gắt quá thì vào Photoshop rất khó để chỉnh và hầu như là không thể chỉnh được nha.
Đó thì ok là như vậy ha. Cái stock này các bạn có thể tải về, cái link mình có để phía dưới phần comment stock của bạn Nghĩa Trần, hoặc các bạn có thể lên trang hoangphuphoto.com và chúng ta vào cái kho stock raw cũng sẽ có cái stock đó ở trong này. Rồi để chỉnh ha, sau khi chúng ta đi chụp xong rồi, các bạn mở hình đó ở trong Photoshop thì đây chúng ta sẽ chỉnh dần dần trước nha. Đầu tiên á, là giúp mình một điều thôi, là chúng ta hãy cố gắng giữ được cái chi tiết càng nhiều thì càng tốt, và xử lý tốt nhất ở cái phần là cái noise ha, xử lý noise làm sao cho nó tốt nhất, xíu nữa mình nói. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại ánh sáng một chút xíu đã. Cái này các bạn thể thấy là ở cái phần shadow này, khi mình bật cái mà show cái clipping mask á, show cái clipping warning ha, đây chúng ta tích click vào đây, nó có cái viền trắng có nghĩa đang bật lên. Cái ở cái mũi tên ở sát cạnh bên tay trái là đang chỉ báo cho các bạn biết là cái ảnh này có bị cháy đen hay không nha, có bị cháy đen hay không. Như ảnh này là mặc dù chụp tối nhưng hoàn toàn không bị cháy đen. Cho nên nếu các bạn chụp ảnh ở trên, khi các bạn chụp đó, các bạn hãy để ý cái phần histogram, cái biểu đồ, cái lược đồ về ánh sáng đó ở trên máy ảnh của các bạn, và đảm bảo là nó không bị cháy. Có nghĩa là nó bị, đây các bạn thể nhìn cái phần histogram này, nó đừng có sát quá về phía bên tay trái ha, để chúng ta vừa có đủ chi tiết. Nó có thể hơi tối khi các bạn nhìn ở trên cái màn hình cũng được, không sao cả, nhưng nó đủ chi tiết ở trong khu vực nhìn thấy được ha, nhìn thấy được. Còn nếu trường hợp các bạn bị mà nó tối như thế này này đó, hoặc là tệ hơn là như thế này nữa, thì chúc mừng các bạn hết cứu được rồi. Đây nhìn như này nha, nhìn như này là hết cứu được rồi này. Các bạn có thể coi ở trên cái histogram ở trên máy ảnh của các bạn ha, cố gắng setup cái khẩu độ này, ISO và tốc độ nha, làm sao đó để nó có cái độ chi tiết nằm ở khoảng khoảng không nhìn thấy được của cái histogram, và chúng ta không có bị để cháy đen nha, không để cháy đen. Rồi có thể cháy sáng một chút cũng được, không sao nha, có thể cháy sáng ở cái phần đèn như thế này chẳng sao cả, nhưng mà quan trọng nhất là khu vực tối đừng có để cháy đen nha. Rồi để các bạn đã nhìn được như vậy rồi thì chúng ta sẽ nhìn histogram và các bạn sẽ đẩy cái exposure lên. Nhớ exposure, nếu như đa phần những cái ảnh tối thì các bạn không cần phải gọi là cố chấp gọi là cố gắng quá để chúng ta đưa hết cái pixel, gọi là tăng sáng lên để cho pixel nằm ở khu vực sáng, mà các bạn chỉ cần nó ở cái mức vừa đủ thôi. Và thông thường ở đây thì mình sẽ sử dụng mắt của mình thôi ha, nó vẫn nằm ở khu vực, nằm ở khoảng giữa cái phần shadow ha, nó nằm ở cái khoảng shadow nhiều là được rồi, đừng để ở black thôi nhé. Như hình này thì mình đang để thấy là mình cộng thêm 1.35 là ok. Trường hợp như ảnh này thì nhiều khi cái lúc chụp á, mà Nghĩa Trần tăng cái ISO lên một chút nữa, ví dụ là ISO 500, 600, 800 thì mình nghĩ cũng chẳng vấn đề gì. Và nhiều khi nó tiệm cận với cái mức mà vừa đủ sáng như thế này luôn rồi. Nhưng mà thôi kệ, nó chụp như thế này rồi thì chúng ta có thể chỉnh luôn nhé. Thì ở đây mình sẽ đẩy lên, có thể 1.8 cũng được, không có bị cháy, không có bị cháy là được rồi, vừa đủ nhìn. Sau đó ở temperature, khi các bạn đã tăng sáng exposure lên rồi, các bạn sẽ dễ hình dung ra được là hình của chúng ta đang bị ám màu gì nhiều nhất. Đa phần thì nó sẽ là ám vàng thôi ha, bởi vì ảnh chụp đêm không có nhiều ánh sáng, và mặc định là cái màn ảnh của các bạn á, nó sẽ cân bằng sáng bằng cách nhìn vô những cái điểm sáng ở trên ảnh. Và thông thường cái điểm sáng như vậy thì nó ở mức màu trắng, thành ra nó sẽ bị vàng lên thôi. Thì ở đây các bạn có thể giảm cái temperature xuống một chút ha. Các bạn nhớ chụp raw nha, nhớ chụp raw. Nãy mình quên nói à, đây ở đây thì các bạn cũng có thể dùng mắt thôi cũng được, không cần phải gọi là chính xác màu trắng để làm gì cả ha. Hơi ấm ấm một chút, tại vì chụp đêm thì cái độ nặng của cái contrast á, cái bóng tối nó tương đối nhiều, thành ra nó làm cho bức ảnh của chúng ta nó bị nặng đi. Cái cảm giác, cái mood, cái cảm giác của người xem á, đôi lúc nó sẽ hơi bị nặng. Thì các bạn hãy để temperature hơi cao một tí để chúng ta có hơi hơi ấm một chút ha, hơi ấm một chút, và làm cho cái cảm giác của người xem á nó thoải mái hơn một tí, nó thoải mái hơn, chứ đừng để lạnh như thế này. Mặc dù là cân bằng trắng đó nhưng mà nhìn nó lạnh lẽo quá. Tất nhiên là nếu như các bạn có chủ đích là để làm cho bức hình của các bạn nó lạnh lẽo á, thì các bạn để cái temperature nó thấp, còn không á thì để nó hơi hơi ấm một tí, nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó nhẹ nhàng hơn kiểu như vậy, đặc biệt là chụp kiểu chân dung như thế này nữa.
Sau khi xong rồi, cái contrast thông thường thì mình sẽ không có thay đổi nó, bởi vì contrast khi chúng ta chụp đêm á thì cái ảnh nó đã đủ độ nặng rồi, và khi các bạn tăng exposure lên thì cái shadow nó đã được kéo lên rồi ha, cho nên là contrast thông thường mình không đụng vô. Highlight có một cái đặc điểm, đó là cái phần highlight và white đừng giảm nhiều ha, đừng giảm nhiều, tại vì nếu như các bạn giảm nhiều nó sẽ bị bền. Cái phần chuyển nó sẽ không có được nhiều như là ảnh sáng, thành ra là chúng ta không nên giảm cái highlight và white quá nhiều. Và các bạn thể thấy là khi chúng ta đẩy tăng lên á thì nhìn cái phần chuyển nó sẽ mịn hơn, sẽ mềm hơn. Cho nên nhớ nha, đừng giảm highlight nhiều, và chúng ta có thể tăng shadow lên. Tăng shadow lên nhiều cũng được, tăng shadow lên nhiều cũng được, nhưng mà cũng đừng quá nha. Ảnh đêm nó không có nhiều chi tiết, thành ra là các bạn tăng cái gì quá thì nó cũng không tốt cả. Rồi, nếu các bạn tăng black ở đây nữa thì nó sẽ lại bị giảm shadow ha, giảm cái contrast đi. Cho nên là mình nghĩ là chúng ta để cái black trường hợp này thì mình để black thấp thấp thôi. Đây là trước ha, đây là trước này, sau, trước, sau. Rồi, vibrant thì mình sẽ tăng nhẹ lên để mình sẽ lấy được cái màu. Nhưng mà mình nghĩ là nếu đẩy vibrant lên thì mình sẽ giảm cái temperature xuống một chút xíu. Đây là mình kết quả trước và sau này, trước, sau, trước, sau. Rồi, cái mà mình nghĩ là các bạn cần để ý nhiều nhất là cái detail nha. Đầu tiên là tăng nét thì đơn giản thôi, các bạn cứ đẩy lên ở cái ngưỡng mà các bạn cảm thấy nó vừa đủ. Như ở đây thì mình đang cảm thấy là ở phần mắt như thế này là đủ rồi. Và các cái masking các bạn nhớ nha, nếu các bạn không thấy cái masking thì các bạn nhấn vào cái mũi tên này nè, nhấn vô thì nó sẽ mở rộng ra. Thì các bạn hãy để masking tăng lên một chút xíu, bởi vì mặc định khi các bạn tăng masking á, thực ra tăng cái sharpening á thì Photoshop hay là Lightroom, Camera Raw nó sẽ thêm những cái chi tiết vô, và mặc định ảnh thông thường thì ảnh chụp đêm thì nó đã quá nhiều noise rồi. Thế nên nếu các bạn tăng cái sharpening lên quá nhiều á thì nó sẽ là ép thêm noise vô cái hình của các bạn đó. Một cách nói khác thì nó là như vậy. Cho nên tăng sharpening lên thì nhớ tăng cả masking lên nữa nhé, để nó chỉ ảnh hưởng tới những cái phần viền thôi. Đó, mặc định này thì nó sẽ áp dụng hết. Còn khi các bạn tăng masking lên thì cái phần màu trắng đó là cái phần mà Camera Raw nó sẽ áp dụng cái tăng nét đó vô hình của các bạn. Cho nên là mình sẽ tăng lên ở cái mức độ vừa đủ như này vào những cái phần viền thôi. Rồi, cái noise reduction và color noise reduction là những cái quan trọng. Nếu như các bạn chụp ảnh đêm mà các bạn tăng sáng quá nhiều, trường hợp như ảnh của các bạn nó bị tối nhiều quá chẳng hạn như vậy, các bạn tăng basic lên á, tăng cái exposure lên nhiều á thì nó sẽ đẩy cái noise. Đây thì mình sẽ tăng thử cho các bạn thấy nhé. Đây, cái này là hơi bị quá này, nhưng mà mình cũng sẽ tăng thử lên. Hoặc là các bạn sử dụng crop ảnh, máy ảnh crop đó, thì nó sẽ, cái noise này nó sẽ rất là nhiều, và chúng ta sẽ phải sử dụng tới cái noise reduction. Ở đây noise reduction, các bạn có thể tăng cái noise reduction này lên, nhưng nhớ để ý tăng ở cái mức độ nào mà cái khuôn mặt của người mẫu á, nó không có bị bệt ra như thế này. Bởi vì mặc định khi các bạn tăng cái này á, nó sẽ không giúp các bạn lấy lại khuôn mặt của mẫu được. Cho nên là nhớ nha, tăng vừa thôi. Detail các bạn có thể tăng nhẹ lên để em ta lấy lại những cái vùng chi tiết. Thông thường thì mình sẽ đẩy lên nhẹ nhẹ thôi, không cần quá nhiều. Rồi, cái quan trọng thứ hai nữa, đó là color noise reduction. Thông thường các bạn hay chỉnh noise reduction mà các bạn bỏ quên qua cái color noise reduction. Mà cái này á, cái color noise reduction này nó rất hữu ích trong trường hợp các bạn chụp những cảnh đêm như thế này. Ví dụ nha, mình sẽ đẩy cái basic, đẩy cái exposure lên hết cỡ này, đẩy lên nhiều cho các bạn thấy được cái noise. Đây, đây chính là cái noise nha. Rồi, đây là trường hợp chúng ta không, đây là trường hợp các bạn là đâu rồi, detail chứ, sorry, detail. Đây là trường hợp các bạn không sử dụng noise, color noise reduction này. Đó, ở những cái noise thông thường thì nó sẽ có những cái màu mà kiểu màu xanh dương, màu xanh lá. Đây là những cái hơi bị lệch đi của cái pixel. Thì nếu như các bạn tăng cái color noise reduction đi á, thì những cái ám màu đó, những cái màu của cái noise đó nó sẽ bị khử đi. Thành ra cái này rất là quan trọng nha. Nhưng mà quan trọng hơn một điều nữa là các bạn tăng lên thì nó sẽ khử noise rồi. Tuy nhiên tới một mức nào đó thì nó sẽ không khử thêm được nữa, mà bù lại nó sẽ khử những cái chi tiết ở trong hình của các bạn luôn. Ví dụ như là cái màu của này, hoặc là những cái màu như kiểu đèn đường, hay là những cái chi tiết khác. Thành ra là các bạn tăng lên thì hãy dò, nó. Ví dụ như là ở mức 1 thì nó là như thế này, nhưng mà mình sẽ chỉnh lên khoảng chừng ở đó, ở tới mức 12, 10, mình thấy ở tầm 15 trở lên là thấy nó không có khác biệt gì nhiều.
kể các bạn đẩy lên 100%, từ cái mức mà 15 trở lên tới 100%, nó không khác biệt gì cả, bởi vì nó khử hết cỡ rồi, cho nên là mình sẽ chỉ để nó ở mức khoảng đó thôi ha. Chừng 15 như ở đây mình đang để 18 là hơi quá một chút xíu, thì chúng ta sẽ có một cái noise không có bị ám màu ha. Cái này quan trọng nha, đừng để quá, bởi vì để quá lên á nó không có tác dụng gì, mà bù lại nó lại còn làm mất cái màu ở trong những cái chi tiết mà của người mẫu nữa, hoặc là những cái chi tiết khác quan trọng hơn ha. Cho nên là các bạn chỉ nhớ dò vào những cái khu vực tối như thế này, và chúng ta chỉnh cái color noise lên tới cái mức mà Photoshop nó xử lý được hết cỡ nha. Còn các bạn mà quá nữa thì nó bị nó kiểu như vậy và sẽ làm cho cái ảnh chúng ta nó bị bệt. Rồi mình sẽ quay trở lại cái mức khoảng 1 chấm mấy của mình hồi nãy, 1.8. Đó, thì đây là chi tiết này, trước sau. Và bây giờ cũng khá là ok rồi. Ở cái phần mà Optic thì mình sẽ chỉ bật cái Remove Chromatic Aberration thôi. Chúng ta đa phần thì sẽ không bật cái Use Profile Correction. Lý do là khi các bạn tích vô á thì Photoshop nó sẽ làm sáng ở phần viền, và chúng ta đã kéo đủ sáng rồi, cho nên nếu như các bạn bật lên nữa thì nó sẽ làm cho cái phần viền á nó bị noise, bởi vì nó đẩy sáng lên mà ha. Cho nên là không cần phải bật cái Use Profile Correction. Và chúng ta như vậy là ok thôi. Trường hợp các bạn muốn blend màu hay là làm gì đó, các bạn có thể làm thêm ở Color Mixer hoặc là những cái phần ở dưới nhé. Rồi, ở đây các bạn có thể làm tăng nét lên hơn một chút xíu nữa bằng cách chúng ta sử dụng High Pass hoặc là sử dụng cái panel Quick Retouch 3.0 của mình. Hiện tại mình đang là 3.5 luôn rồi. Các bạn có thể lên trang là store.hoangphucphoto.com và chúng ta có cái panel này ha. Cái panel đây. Giá hiện tại là 449 ha. Tương lai có thể thay đổi nhưng mà hiện tại là 449. Ở trong này có tính năng là tăng nét ảnh này, mình chỉ cần click một cái và chờ thôi ha. Và nó sẽ có cái kết quả cuối cùng là trước sau. Đó, thì cái ảnh của chúng ta đã được tăng nét rồi. Và ở đây thì mình sẽ cố gắng làm cho cái ánh sáng ở trên mặt người mẫu nó mềm đi một chút bằng cách là mình sẽ gom hết layer lại, Ctrl Shift E để gom hết layer lại. Sau đó mình nhân Ctrl J để mình nhân đôi lên. Ở cái layer mới này thì mình sẽ để nó là Screen ha. Ở Screen, sau đó mình sẽ giảm Opacity đi xuống một chút ha. Ví dụ như là tầm 30. Rồi, tiếp tục các bạn click chuột phải vào cái layer tăng sáng đó và các bạn chọn là Blending Option, hoặc là click đôi vào cái vùng trống của layer đó thì nó cũng sẽ hiện cái bảng Blending Option này lên. Ở trong cái bảng này á, thì một Blend If của Gray, các bạn sẽ giữ phím Alternate Alt đó hoặc là phím Option ở trên máy Mac. Các bạn click và mở rộng cái phần ảnh hưởng của cái đây, hai cái núm này nó sẽ giao nhau như thế này nhé. Đó, các bạn sẽ kéo tới khi nào mà các bạn cảm thấy cái phần ánh sáng ở trên mặt á nó vừa đủ đều theo cái nhu cầu của các bạn thì các bạn dừng. Ví dụ như ở đây, đây là trước này, sau, trước, sau, trước, sau ha. Như ở đây mình sẽ giảm cái black này xuống một chút để nó ảnh hưởng nhiều hơn ở mặt của người mẫu. Rồi, mình có thể giảm cái này đi, giảm cái phần mà white đi để nó không ảnh hưởng tới, không tăng sáng những vùng đã quá sáng rồi nha. Rồi, và mức này mình thấy ok, trước sau. Rồi, mình có thể giảm nhẹ cái phần black đi nữa để cho nó phần sáng, cái sáng hơn một chút và mình nhấn ok. Rồi, ở đây rồi thì mình sẽ tạo một cái layer mask ha. Mình sẽ đè phím Alternate Alt hoặc là phím Option ở trên máy Mac và click vào cái layer mask này. Mình sẽ sử dụng brush màu trắng nha. Brush màu trắng này và hardness là 0%. Mình click bôi vào phần mặt của người mẫu. Vậy là trước sau. Các bạn có thể giảm cái opacity đi một chút hoặc là bôi thêm cả vào vùng người luôn để cho nó có những cái phần ánh sáng nó đẹp hơn. Rồi đây là trước sau. Mình có thể click thêm vào phần tóc nữa này, trước sau. Đó, và bây giờ thì ảnh chúng ta đã khá là ổn rồi. Và nếu các bạn muốn xử lý gì thêm, ví dụ như là tạo thêm hiệu ứng chẳng hạn như vậy, ví dụ như là ảnh đang là ảnh mùa đông thì mình có thể sử dụng thêm cái hiệu ứng tuyết rơi. Mình sẽ click play tuyết rơi chẳng hạn như vậy, thì các bạn có thể hoàn thiện cái bức ảnh của các bạn hơn ở những cái bước sau, thì cái đó là tùy theo hình của các bạn nhé.
Thì đó là những cái lưu ý của mình, những cái chia sẻ của mình về cách mà chúng ta sử dụng Photoshop, cũng như là cái cách để chúng ta chụp, những một số cái lưu ý để chúng ta có thể có một cái bức ảnh chụp đêm tốt nhất. Thì nó là toàn bộ những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và các bạn có kinh nghiệm gì nhiều hơn khi ảnh chụp đêm như thế này thì hãy comment phía dưới cho nhiều người biết hơn nhé. Và ở phía này thì mình có những video khác nữa, các bạn có thể click vô để tham khảo những video mà mình đã post ở trong quá khứ. Và đừng quên like, share, subscribe và cho mình biết là ở trong video tương lai các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nhé.